Hiện tại cái đám tụi mình đang ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Ở đây có cái quán chài các bạn, làng chài gì nè. Level 377 Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là phía bên đây đó các bạn. Ở đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Cái quán này là kế phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn nha. Cái đám tụi mình là lên trên Sài Gòn này để làm một cái clip là ngồi cuối cùng ngừng ăn buffet hải sản các bạn. Tại quán này là quán buffet mà lại là hải sản đồ. Buffet nghĩa là chúng ta vô đây có muốn ăn gì ăn, ăn chừng nào mà no thì về thôi. Nên tụi mình quyết định là làm như vậy thử coi là mỗi người là ăn buffet là ăn khoảng bao nhiêu là sẽ tạch nha bạn. Ok đi vô thôi. Buffet ở đây thì nó có hai giá là thứ 6 đến thứ chủ nhật là giá là 599, muốn ăn gì ăn. Còn với những ngày thứ 2 đến thứ 5 thì giá là 499 nha bạn. Hiện tại là mình đi vào thứ 7 nên giá là 599. Ở đây là buffet thì mình vô đây là mình muốn ăn cái gì ăn. Và đặc biệt là mình ăn hay có dạng mà gọi món ăn ra các bạn. Vô đây là menu nè, những cái món đặc biệt, những cái món đặc biệt cuối tuần nè. Đó. Rồi món khai vị, món tôm hùm, món cua. Nói chung là mấy cái món làm sẵn đó là mình cứ kêu ra và ăn thôi. Còn đây là mấy cái loại ốc, rồi sò lụa, lẩu, rồi tráng miệng, rồi các kiểu đó các bạn. Và hôm nay là mình có tất cả là 9 người chơi các bạn. Bạn đầu tiên là bạn Vinh nha bạn, khách mời. Còn bên đây là An, Hương, Bảo, Toàn, Vĩ, Tú. Còn này là cô Đại. Và cuối cùng Phúc. Và khách mời cuối cùng là Phúc nha bạn. Và lý hôm nay là người cuối cùng ngừng ăn buffet hải sản thì sẽ thắng cái giải thưởng dương lợi của tụi mình là 10 triệu nha bạn. Nay đi rút tiền nó hơi lẻ lẻ chút, 50 ngàn rồi 200 ngàn, 100 ngàn đâu các kiểu. Nhưng mà cọc như đây là vẫn đủ 10 triệu nha bạn. Nói chung là những người nào mà cảm thấy mà ăn hết nổi rồi thì cứ đứng dậy bước ra thôi, tức là bị lội. Người cuối cùng còn ngồi lại thì sẽ thắng cái giải thưởng 10 triệu các bạn. Đơn giản vậy thôi, mấy game của mình đơn giản vậy nha bạn. Và ở đây là mình có tất cả là 16 cái lá hâm, gồm có là 11 món ăn và 5 cái lá gọi là những cái lá hên xui như qua lượt hoặc là hiệp lượt được các kiểu các bạn. 5 lá hên xui và 11 món ăn nha. Mình chọn 11 món mà ăn gọi là bao no các bạn, chứ vô cái mấy con sò lụa đồ ăn không có xì chơi đó bạn. Nên ăn tại đa số là tôm cua nha bạn. Đây mình sẽ bỏ vào đây và xào trộn đồ các kiểu lên. Rồi ok, mình sẽ cho bạn Phúc bốc trước nha. Vinh. À Vinh, mình sẽ cho bạn Vinh bốc trước nha bạn. Để xem món đầu tiên ăn là món gì. Đây là món tôm núi lửa nha bạn. Tôm mà lại theo dạng núi lửa. Rồi tiếp theo là ăn. Đưa ra em. Đó, rồi em thấy chữ rồi. Rồi đây là món chỉ định một người ăn. Em muốn ai ăn món gì? Hả? Hiện tại là menu chưa ra đủ nên để từ từ chỉ định ha. Rồi tiếp theo là Hương. Giờ Hương bóc luôn cái ba lượt là tiệc có bời ông mặt trời luôn. Gì đây? Hải sản sốt Singapore. Không phải. Rồi tiếp theo là Bảo. Nhiều dữ rồi. Xong. Khó khăn quá. Đây là cua Hanasaki nướng phô mai. Cua này là cua hoàng hậu các bạn. Nó nhỏ hơn cua hoàng đế miếng. Nhưng mà cũng rất là ok luôn các bạn. Rồi tiếp theo là Toàn. Quay lại em. Này là tôm hùm nướng phô mai. Quá đã luôn, đặt tôm cua không. Rồi cũng dễ. Rồi đây là tôm càng hấp tiêu xanh. Món này dễ ăn lắm em. Rồi tủ luôn. Được phép lựa mà em, hỏi lựa thoải mái. Qua lượt. Rồi tủ được, qua lượt. Nói chung là nhân phẩm tủ rất là cao. Rồi đại luôn. Em cho nước em. Cái lá hâm này là chỉ định một người ăn cùng mình, tức là mình gọi ra hai món, sau đó mình ăn chung với người đó, mỗi người một món á. Rồi em gọi người cuối cùng luôn, Phúc đúng không? Dạ. Rồi bạn Phúc nha bạn. Đây là món ghẹ súp tiêu. Rồi ăn nãy nó bóc vào lá là chỉ định một người ăn, em chỉ định ai? Nãy em nghe nói có một người qua lượt đúng không anh? Đúng rồi. Đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi em cho nó ăn cua hoàng hậu hả? Cua hoàng hậu luôn. Rồi ok, nói chung là Tú nó bị qua lượt. Nó được qua lượt nhưng mà bị ăn chỉ định ăn là cua hoàng hậu các bạn. Cua Hanasaki. Rồi Đại thì vào cái lá hâm. Chỉ định một người ăn cùng thì em muốn ai ăn cùng em? Anh ăn anh. Ăn món gì?
gì em? Ăn món gì? Ăn hào chứ. Ăn hào hả? Rồi vậy là chúng ta sẽ có là hai phần hào, đại một phần và cô Quang một phần các bạn. Rồi món ăn đã ra các bạn. Rồi đầu tiên là món tôm núi lửa. Thì chúng ta sẽ có một cái dĩa mấy con tôm sống các bạn, tôm sống tái các bạn. Và làm theo cái dạng như nó lòm vậy nè, gọi là núi lửa. Vậy là bạn Vinh sẽ được là tôm núi lửa. Còn ăn thì nó vào cái lá là chỉ định một người ăn. Thì nó chỉ định thằng Tú ăn cua hoàng hậu. Và kết quả là thằng Đại chỉ định thằng ăn nó ăn hào. Ăn cùng hào. Và ăn được là hào thì chúng ta sẽ có là hai món các bạn. Hào combo là vừa phô mai mà vừa bảo hành. Là ăn nó sẽ được hai loại hào. Đây là hải sản sốt Singapore của cô Hương các bạn. Đây cô Hương nó sẽ có món là hải sản sốt Singapore. Thì gồm có là mấy con ghẹ nè, nghêu sọt hến rồi sốt. Sốt gì đó đỏ đỏ nữa nè. Tôm lum. Quá đã luôn á. Cô má ơi, vừa mới vô thấy hua rồi mấy bạn. Còn Bảo thì nó vào cua Hanasaki nướng phô mai. Rồi chúng ta được một đống cua như vậy các bạn. Có đâu có một con à. Những cái món ten tí như vậy hỏi cần ăn các bạn. Do có những người bên kia mà thấy có ten tí lá tre nè bạn. Đó, nên mấy món ten tí là hỏi ăn. Thôi ăn luôn đi. Rồi Toàn thì nó vào món tôm hùm nướng phô mai. Thì nó có 5 miếng như vậy, nướng phô mai. Ăn hết tôm luôn, không cần lá tre nha em. Rồi con dĩ thì nó có là tôm càng hấp tiêu xanh. Thì có tất cả là 2, 4, 6, 8 con tôm càng hấp tiêu xanh. Ăn tôm thôi, không cần ăn tiêu. Con Tú thì bốc vào qua lượt nhưng bị ăn chỉ định ăn là tôm Hanasaki, ớ cua Hanasaki. Thì được một đống cua như vậy giống Bảo luôn nha. Còn Đại thì nó vào lá chỉ định một người ăn cùng thì nó chỉ định hào. Kết quả là nó ăn hào các bạn. Nó vẫn ăn hào. Và cuối cùng là bạn Phúc đúng không? Bạn Phúc thì ăn món ghẹ xúc tiêu. Ghẹ xúc tiêu nhìn khá là đã luôn á. Wow. Lộc cũng đã. Rồi cái lượt chơi của cái trò chơi hôm nay vẫn như những trò chơi trước là ví dụ đây có là 9 người, 8 người hoàn thành thì người cuối cùng là chỉ còn thời gian 5 phút để hoàn thành các bạn. Mất công là công giờ nó ăn 1 tiếng đồng hồ luôn. Nên 8 người hoàn thành thì người cuối cùng thì sẽ có thời gian 5 phút để ăn nha. Ok không? Đơn giản vậy. Ok ạ. Okay. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Đây bạn khách mời tên Vinh này thì đang ăn món tôm tái núi lửa. Ăn sao em được không? Ngon anh ơi, mà có wasabi. Khó ăn không? Đó, anh thấy có ớt nữa mà. Ớt và wasabi nữa. Rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Nhưng mà có wasabi nó hơi nồng thôi. Mày biết ăn đồ tái không? Bốc vô, quá may mắn luôn. Rồi bên phía cô ăn thì nó đang ăn rất là hí hới luôn các bạn. Nãy giờ được 1, 2, 3, 4, 5, 6 con rồi. Vẫn đem tiếp tục ăn. Ăn này tối về là bắn núi lửa luôn em ơi. Dạ. Trời ơi. Hào các bạn. Hào nướng bơ hành và hào nướng phô mai. Ăn được không? Ăn dữ à? Được rồi, ngon lắm. Rồi cô Hương thì ăn món tôm hải sản sốt Singapore. Nước sốt bằng được không? Ngon bà cố luôn á. Tuy hơi nhiều nhưng mà được ăn như vậy là hô cũng được à? Hô cũng được. Rồi Bảo thì đang ăn cua Hanasaki sốt phô mai. Em múc thử cái đầu có gạch không em? Phô mai không hả? Ồ có thịt trong đó nữa kìa. Không rồi. Sao? Béo. Đen quá. Béo lắm hả? Phô mai mà. Trời đó, nguyên cục thịt luôn phải không? Mà thịt nó đen đen ha. Bảo quýnh được chừng 3 con này là xong rồi. Rồi Toàn thì nó ăn tôm hùm. Nướng phô mai. Nước phô mai. Dễ thì ăn tôm sốt tiêu các bạn. Tôm này là tôm càng xanh. Tú thì ăn cua Hanasaki nướng phô mai. Còn Đại thì có muốn gáy gì không em? Này không gáy nữa hả? Nó quýt hết là mười mấy con hào phô mai vậy các bạn. Giờ nó còn khoảng 5 con hào mỡ hành nữa là xong rồi. Rồi bạn cuối cùng là bạn Phúc vì ăn chưa được con nữa nha. Mình ăn chậm quá là mình có thời gian á. Mọi người ăn xong rồi mình ăn cuối là mình có 5 phút thôi nha. Ok. Rồi ăn đã hoàn thành sức ăn là 2, 4, 6, 8, 17, 20 con hào các bạn. Tối nay giờ là đúng quá. Ăn xong rồi. Chú tỏi luôn á. Ở đây mình có dán miệng nữa nè. Cái miệng là mấy miếng táo. Rồi bạn Vinh cũng đã hoàn thành một mớ tôm sốt núi lửa nha các bạn. Cảm giác giờ sao? Cay hay gì không? Cay nồng lắm anh ơi. Trời ơi đúng rồi, đồ tái mà. Em não luôn rồi. Núi lửa quá.
mấy người đầu ý không biết ăn tái đâu mà đút chừng hai làng là tạch. Em khóc rồi. Ông bông tài. Người ăn ông bông tài nha. To rồi, cái con đang có vẻ no à. Ngọt hơi rồi. Rồi đại nó cũng hoàn thành mười mấy hai chục con hào nha bạn. Và đây ăn trái miệng mấy miếng táo trang trí luôn. Rồi dĩ hoàn thành con tôm cuối cùng các bạn. Tôm sốt tiêu xanh. Sao được không? Được. Vậy là còn khoảng là 1, 2, 3, 4, 5 người nữa nha bạn. Đại giờ nó ăn xong nó phải gọi lọt cho Tú luôn nè. Tính kèo này hai người hắn chia đôi hay sao ạ? Phối hợp nữa. Rồi toàn hoàn thành nha bạn. Còn mấy cái chân trên này phô mai dính trong chân không ăn được. Rồi toàn hoàn thành em. Sao? Cảm giác sao? Đã, ngon ngon. Rồi ăn bảo thì còn cái mai nữa là xong rồi nha bạn. Một cái mai nữa là xong rồi. Rồi Hương thì còn mấy cái càng với lại hai miếng khoai tây ăn hết luôn nha. Với lại tay bắp nữa. Là xong. Đây, miếng khoai tây cuối cùng. Rồi Hương xong luôn nha, miếng khoai tây cuối cùng. Cảm giác giờ sao em? Sắp đi rồi. Chị ăn mới có một cái chảo rồi sắp đi hả? Rồi ăn tấm lóc cái chảo luôn, nãy nó cao tới đây nè. Thôi là chưa bắt ăn xôi nước súp rồi nha, chỉ bắt ăn đồ ăn thôi á. Rồi Hương hoàn thành luôn, nói chung là Vinh ăn, Hương hoàn thành. Còn Bảo thì còn cái mai nãy giờ nó dịch cái mai kia chưa ăn xong luôn á. Bự con ăn kém của em. Rồi Toàn hoàn thành, Dĩ hoàn thành. Còn Tú thì cũng còn cái mai với mấy cái chân. Đại hoàn thành rồi, Phúc hoàn thành luôn. Chung sạch sẽ luôn nha bạn. Đúng rồi, cứ vào hết rồi, Tú hoàn thành rồi nha. Rồi giờ nào le lửa ra máy tính. Rồi Bảo hoàn thành nha bạn. Rồi hoàn thành luôn. Rồi hiện tại là trong cái hùng hâm của mình là còn 7 phiếu nha bạn. Nhưng mà có 9 người chơi. Nên mình sẽ nhắm mắt và bỏ đại hai tờ vô nha. Hai tờ của vòng trước các bạn. Lục đại hai tờ ngay giữa ha. 1, 2, rồi bỏ vô. Rồi mình sẽ xào 9 tờ này. Rồi mời bạn Phúc bốc trước. Xem được món gì. Rồi. Tôm hùm rang muối. Quá đã. Rồi đại luôn. Nước uống em, một lon nước, cũng lấy loại nước nào cũng được. Em thích uống nước gì? Pepsi anh. Pepsi. Rồi tiếp theo là Tú. Anh cười, có nước anh cười rồi. Đại nhân phẩm rồi. Rồi cho nó nằm đây. Rồi mì miếng xào hải sản. Một dĩa miếng xào hải sản. Rồi vậy. Đây là súp tổ yến hải sản bí đỏ nha. Rồi Toàn thêm lượt. Nhưng ở đây có 9 lượt rồi, chúng ta cho bóng thêm 2 tờ. Chúng ta cho bóng 2 tờ. Trời ơi. 2 món là xong rồi. 2 tôm hồng cho đi ăn. Dạ. Chỉ định một người ăn cùng mình. Muốn ăn món gì? Em muốn ăn món gì gọi 2 món giống y luôn á. Thôi chút để suy nghĩ. Chấm hỏi. Cho suy nghĩ đi anh. Rồi cho suy nghĩ luôn. Rồi tới Hương. Rồi. Bây giờ ra món bự bự cho đi cho nhanh. Ủa, thế kìa. Cua, sốt, me. Rồi ăn luôn. Rồi cuối cùng là bạn Vinh luôn. Bạn ăn mà được hào. Combo. Combo hào nước là hai dĩa hào nãy á. Rồi bạn Vinh được quá lượt. Quá lượt. Rồi Bảo nó vào chỉ định một người ăn cùng. Tức là gọi hai món ra và ăn cùng với người ta. Em muốn gọi món gì? Nước đi. Món ăn em nay, món ăn chung cho nước. Ừ. Ăn món gì em? Hào dễ ăn nè. Thôi tôm gì vậy? Núi lửa đi. Tôm núi lửa. Ăn cùng với ai? Ăn cùng với anh bữa này. Anh ơi, anh mới ăn một dĩa rồi đó. Rồi vậy là chúng ta sẽ có là hai dĩa tôm núi lửa. Bảo một dĩa và Vinh một dĩa nha bạn. Ba dĩa tôm. Rồi ăn to thì nó vào cái lá hâm là thêm lượt. Tức là bây giờ tòa sẽ được bóc hai lá liên tục luôn. Chỉ định rồi. Một lá nè. Tôm núi lửa. Rồi thêm cái nữa. Ghẹ sốt tiêu. Rồi toàn nó sẽ được hai món là tôm núi lửa và ghẹ sốt tiêu nha bạn. Rồi vòng 2 này bạn Vinh sẽ được Bảo chỉ định ăn là tôm núi lửa nha bạn. Tức là mấy con tôm sống á.
tái với lại bù tạt ớt rồi các kiểu. Dĩa thứ hai rồi. Dĩa thứ hai rồi đúng không? Rồi tiếp theo là cô An bạn tiếp tục dĩa thứ hai. Combo hào, phô mai và mỡ hành. Bốn dĩa. À bốn dĩa, nhưng mà hai phần. Dạ. Một phần là hai dĩa. Rồi khô thì lần này là sẽ được là cua rang me các bạn, nhìn khá là hấp dẫn luôn nè. Wow, không còn ăn mấy cái bông này nha, mấy cái bông này có tập chữ ra tập đó, nó ăn lủng họng à. Con gái đúng rồi, đúng rồi. Rồi ăn bảo đi, nó vào chỉ định ăn cùng thì nó gọi cái món tôm núi lửa các bạn. Đây mấy con tôm nó được tái với bù tạt và ớt rồi sốt được cái kiểu khá là cay luôn. Wasabi. Sợ. Rồi ăn tôm thì nó được thêm lượt, kết quả nó bóng được hai lá hâm, đó chính là ghẹ sốt tiêu xanh và tôm núi lửa. Cái món này đem bắt đầu gọi là các bạn hót nha bạn. Rồi cô dễ thì được cái món gọi là súp tổ yến bí đỏ hải sản. Súp tổ yến hải sản bí đỏ. Rồi bé Tú thì lần này không ăn cua đâu mà chỉ sang ăn miếng nha. Miếng này là không cần ăn mấy cái trang trí như là cái cọng càng này, nhưng mà mấy cái cải đồ là ăn hết. Đâu có cần ớt đâu. Trời ok cho qua ớt luôn, không cần ớt nha. Mà cải nó phải ăn nha. Còn cu đại thì được một lon Pepsi. Và cuối cùng là bạn Phúc là sẽ ăn là tôm rang muối. Rồi ok chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, miếng gì nhiều dữ rồi. Đại mà ăn lâu quá, uống lâu quá nó tay ra là lỗ em. Bảo nè. Rồi chúng ta sẽ review Bảo ăn tôm núi lửa nha. Ăn cái tôm này tên là tôm núi lửa, vì ăn xong là tối về là phun trào núi lửa em. Cay quá mà. Ngọng quá. Đâu đưa ra cho anh coi coi, chè che tay coi. Đây tôm núi lửa là con tôm tái và tôm cuộc sống nha. Rồi quốc em. Sao? Cay không? Không. Ghê hả? Bình thường. Bình thường hả? Vậy mà bạn Vinh lo cay. Thì bạn Vinh ăn cay kém hơn nè. Cay đúng không? Cay lắm, nó nồng lên. Ờ, vậy là bạn Vinh cay kém hơn Bảo. Bảo đang buồn tẹt quang cái gì á. Còn ăn thì vẫn tiếp tục bào với con hào. Quá đã luôn em ơi. Quá ngon. Tối nay là phải đi chơi nha, ở nhà chịu không nổi đâu. Rồi Hương vẫn tiếp tục. Cua. Cho là mấy ăn món nhầy nhụa không ạ. Đâu Phúc Hữu biết súp hải sản tổ yến bí đỏ rồi. Béo không? Béo như sữa vậy đó. Đã lắm anh. Rồi cu đại đã hoàn thành rồi. Nãy đang cái món kia hát nước hay sao, giờ quất phát hết cái ly nước nha bạn. Ăn đá luôn em. Ăn đá luôn hả anh? Thôi đâu cần đâu. Nói chung là đại hoàn thành đầu tiên. Còn 8 người nữa nha. Ai cũng đang cầm cụi ăn hết các bạn. Ăn mà có bị áp lực gì không em? Có. Mấy con này khó ăn quá. Có cái càng kẹp nè. Kẹp vô, ồ kẹp đầu đó. Chấm hỏi. Mày cứng nè. Đó chưa. Em muốn không ăn. Rồi ăn nó bắt đầu nó hết nói được nói tiếng được luôn rồi, nó nói gì á. Ăn không à. Xong rồi hả? Rồi ok, ăn hoàn thành nha bạn. Rồi ăn là người hoàn thành thứ hai. Rồi ok, bạn Vinh đang con tôm hùm đua, con tôm núi lửa cuối cùng các bạn. Rồi thấy mặt đỏ luôn á em. Có phát biểu gì anh ơi. Tới não. Não em phát bính rồi. Nó cài lắm hả? Nó nồng lên tới trên luôn, có con hấm có con không có hấm à. Ăn vô cái con mà hấm rồi á. Tới nóc nhà luôn. Nhắm tới đọt rồi. Rồi vậy là bạn Vinh xong rồi, ăn xong. Con Thu thì còn hơn con nữa. Bảo xong luôn rồi nè. Sao Bảo? Cay không? Không. Không cay hả? Dễ ăn. Trời ơi, đỏ lòm luôn các bạn. Toàn thì nó vẫn ăn, nãy giờ chưa xong con nữa, Toàn ăn tốc độ bạc hờ gì á. Mấy cái chân này nhiều quá anh. Nãy ăn chân chưa xong nữa. Còn nội gì, ăn súp gì lâu với em, húp đại cái rột xong đi. Còn quá trời nè. Húp thử cái coi, húp thử cái coi. Húp nhanh coi thử coi. Thôi từ. Từ từ gì, tự súp mà làm như gì đâu cần nhai đâu. Béo lắm hả? Qua lần nuốt là rồi. Tú thì vẫn đang ăn cái dĩa miếng các bạn. Cho mỏi. Còn nửa dĩa nữa. Quá rồi quá. Rồi bên đây bạn Phúc người ta đã sắp xong rồi nè. Đây khách mời ăn sạch bách luôn các bạn. Còn chút xíu nữa là xong rồi. Quá dữ luôn em ơi. Mấy người nào mạnh mạnh là
đặc biệt bị chú ý đến đó nha. Nói chung là mình ăn mình tỏ ăn chậm chậm thôi, ăn nhanh quá bị chú ý á. Không, tại nó ít quá. Ít quá hả? Toàn đó bắt đầu trải nghiệm ăn thử tôm núi lửa mà. Nó đã suy nghĩ ra nếu đang hết cái dĩa kia mà tôm núi lửa này nó qua không được thì cũng tạch, nên quyết định ăn thử trước luôn nha. Không có cay đâu. Không có cay đâu, ăn đi. Tôm đảo rồi. Như ăn ớt vậy đó, không có cay đâu. Đâu, đâu có cay đâu. Nó chảy nước mắt tôi kìa. Có cay đâu. Nó chảy nước mắt luôn. Ủa đâu có cay đâu. Ủa cay. Thôi chịu thua anh ơi. Em không biết ăn cay hả? Rồi. Nó nằm lắm. Cái toàn đầu hàng các bạn. Chảy nước mũi luôn. Được. Nó không bước qua được cái món tôm núi lửa, nó mới cắn vô cái thôi, nó chưa nhai nữa là nó đã tạch rồi. Chảy nước mắt luôn ạ. Rồi đứng dậy em, đứng dậy em. Đi rửa tay rồi uống nước về. Cảm động quá. Rồi, rồi đầu tiên đầu hàng chính là của Toàn nha. Toàn đã rút khỏi trò chơi này. Ra nhà vệ sinh luôn em. Rồi bạn Phúc hoàn thành món tôm hùm rang muối ớt nha bạn. Quá là đơn giản luôn. Có phát biểu gì hôm nãy thấy không nói chuyện hết hả? Hả? Không, bình thường anh. Bình thường hả? Không có gì phát biểu. Quả còn các khỏe đúng không? Vẫn còn khỏe. Quả còn các khỏe, nãy chơi với em nghe chưa? Quả còn các khỏe chứ chưa? Rồi Tú sao rồi? Rồi Tú hoàn thành đúng không? Tú thì mình đã đặt cách cho nó là không cạn ớt với lại hành nha bạn. Có những người không biết ăn mấy cái món đó, nên cho anh Tú hoàn thành luôn. Lâm ơi. Sao? Tôi còn miếng cuối cùng nè, miếng thịt cuối cùng nè. Rồi. Rồi Hương cũng hoàn thành luôn. Ok, thật khỏe. Ok, Hương hoàn thành nha. Vậy là anh Dĩ là bắt đầu 5 phút cho anh Dĩ các bạn. Bắt đầu. Ui 5 phút được mà lâu gì. Em có 5 phút để ăn á. Nó làm cái món súp này mà nãy giờ ăn nãy giờ 15 phút chưa xong. Béo lắm. Hút cái rộn luôn em, lẹ đi, có 5 phút thôi á. Anh thấy cái màu này nó khá là quyến rũ luôn á, vàng. Khá là quyến rũ vậy mà ăn không được kìa. Em thấy nó sạch sạch. Con chùa quá. Giống của em bé à. Ừ, con chùa á. Đúng rồi, giống y như của con của anh luôn, em quốc em nó ăn này hoài à, con anh ăn bí đỏ nè. Này bí đỏ à? Ừ. Húp. Húp một cái muỗng cái rộn cho anh coi coi. Dứt, dứt. Từ. Mày giống mày cầm muỗng múc. Một phút trôi qua hả? À. Đó, nó bỏ nước muối vô đó kìa. Trời ơi. Đã thử. Là đầu tiên thấy súp bí đỏ nó đơn giản, có hũ có chút xíu à, không được một chén nữa bạn, mà nó ăn nãy giờ một tiếng đồng hồ. 1 phút trôi qua rồi nha, còn 4 phút nữa. 4 phút trôi qua rồi. 4 phút rồi, còn 1 phút nữa. Vô hết luôn, vô hết vô miệng luôn. Còn kìa, còn nghe anh, còn kìa. Thôi kệ, cho qua luôn, cho qua. Cho qua. Le lửa ra mới tính nha. Le đi, le đi, le đi. Sử dụng mày chiêu gắn lửa rồi mày. Đây 4 phút 20 giây, đâu le lửa đâu. Rồi ok, Dĩ hoàn thành, còn 30 giây. Rồi chúng ta đến với vòng hướng 3 và cho bạn Vinh bóc trước nha. Nước, nước. Hiện tại nước. Là có đủ 16 lá luôn em, bóc nào bóc. Nước, nước. Nước. Chữ rồi, chữ rồi, chữ rồi. Nước uống. What the hell, sao may mắn chứ hả? Nước uống các bạn. Rồi Pepsi. Bạn Vinh được nước uống. Pepsi. Rồi tiếp theo là ăn. Ước đó chỉ định. Chỉ định hả? Hình này, hình này, hình này. Tôm mẹ ơi. Tôm hùm rang muối. Hai con quá bạn. Rồi, rồi tiếp theo là hơn bóng em. Qua lừa hoặc chỉ định cho nghỉ vòng cho lấy sức nha mấy bạn. Rồi tới hình rồi. Tôm núi lửa. Mình nghĩ là mình có thể ăn được. Rồi tới bảo luôn. Cô bảo ơi. Ê, chữ. Má quyền quá hả? Đưa lên cho bạn cùng xem coi. Đây là cua Hanasaki nướng phô mai. Món này ăn bao bao béo luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là cua Dĩ. Hơi hơi cưa. Đây. Bọc bọc bọc. Tôm càng hấp. Tiêu xanh. Tiêu xanh. Món nãy. Rồi, tú luôn em. Rồi tôi tiếp tục với món biến xào hải sản nha. Dĩ thứ hai. Rồi đại luôn, chỉ định em. Bỏ em đậu cây anh luôn. Rồi. Combo hào nước. Rồi cuối cùng là bạn Phúc nha. Chúng ta sẽ có gì đây?
chế đến một người ăn. Món gì cũng được hết, thích món gì em? Tôm hùm nướng phô mai. Tôm hùm nướng phô mai, ai ăn? Cuối cùng á. Bố bạn nào ăn? Các bạn uống nước nãy à? Bạn uống nước à? Rồi bạn Vinh sẽ có một món tôm hùm nướng phô mai và một lon nước. Rồi cái vòng này là bạn Vinh quay vào nước uống nhưng lại bị chỉ định ăn tôm hùm nướng phô mai. Dành thả là hấp dẫn luôn các bạn. Nước uống và tôm hùm luôn. Đây là combo đúng chuẩn luôn em. Vừa có nước vừa có đồ ăn. Em nghĩ em đi sớm. Rồi cô ăn thì vào tôm hùm rang muối. Này em nhìn giống em muối Tây Ninh quá anh. Tôm hùm rang muối nhìn khá là đỏ, khá là đã luôn. Rồi cô Hương thì vào tôm núi lửa. What the hell. Nhìn là thấy ngon rồi. Cài đâu đây. Rồi Bảo thì tiếp tục cua Hanasaki nướng phô mai. Quá đã luôn. Rồi cô Dĩ thì đang bơ phờ với món tôm càng xanh hấp tiêu. Tố thì vẫn tiếp tục ăn miếng xào hải sản. Thằng Đại thì đây là cái dĩa hào thứ tư của ông Đại nha. Hào. Rồi bạn Phúc thì vào chỉ định không ăn gì hết. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Bạn Vinh tướng bự quá mà bị mọi người chèn ép ăn quá trời quá đắt luôn. Nãy giờ em chưa ăn món này đúng không? Chưa. Thử cái coi. Mà ba lần tôm không rồi đó. Tụi nãy mấy đứa trước nó review là món này ngon, em béo rồi. Trời ơi chắc thịt kìa. Em háo cái hết con tôm luôn á. Đó, nguyên cục thịt cho lửa luôn. Quýnh một cái luôn kìa. Rồi lên tới nóc nhà luôn rồi. Rồi cô An thì đang ăn món tôm rang muối. Muối này vừa ăn không em? Vừa anh, với lại nó có chà bông nữa hả? Có chà bông nữa hả? Em không biết phải không nữa. Đúng rồi á, anh nghĩ là chà bông á. Chà bông. Rồi Hương lần đầu tiên ăn món tôm núi lửa, em ăn thử cái phun núi lửa không? Thử nha. Có cay đâu? Có cay không? Không. Không, mù tạng nó sọc lên não thôi chứ không có cay. Nó sọc thôi chứ không có cay. Nhưng mà mình hầm mà không mở miệng cái gì đó là nó sọc mình sặc á. Vậy là Hương ăn được rồi. Được rồi. Chảy nước mắt luôn. Rồi Bảo không ăn dịnh gì em? Tại là cua nữ hoàng mà chơi hả? Giống nhện không? Gai góc đồ. Lắc đầu luôn. Còn Dĩ thì đang ăn tôm tiêu xanh. Món này dễ ăn hả em? Bình thường lắm, thì dễ ăn. Game là dễ ha. Rồi anh Tú thì vẫn tiếp tục ăn miếng. Miếng ngon mà em? Thì ngon mà. Ăn đi. Có nhìn mấy rau nhìn vừa. Còn Đại thì vẫn tiếp tục ăn hào. Nóng quá anh. Nóng hả? Này là mới nướng hả? Sau khoảng 30 giây Bảo nó chưa ăn miếng nào hết các bạn. Vẫn còn zin luôn. Và kết quả là tập chiến thắng mà anh. Rồi Bảo là người chiến thắng thứ hai các bạn. Đi ra luôn em. Rồi kế bên bạn Bảo thì có bạn Hương có phát biểu gì ạ? Hương sinh ra không phải ăn sống hay sao, ăn không nổi. Không quen miệng hả? Không quen miệng, ăn cứ nuốt xuống cái nhận lên, nuốt xuống nhận lên. Không nuốt được luôn. Tức là bây giờ no được khoảng chừng 70% à. Nhưng mà vẫn không ăn nổi mấy con tôm à. Giờ gán rồi. Dạng như là khó ăn thôi chứ khó không? Khó ăn. Không có no mà là khó ăn luôn. Nhỏ giờ ít ăn sống. Rồi chúng ta sắp tiễn bạn Hương không biết ăn sống nha bạn. Rồi sau khoảng 30 giây chiến đấu với nội tâm thì bạn Hương đã quyết định giơ tay lên đầu hàng rồi nha bạn. Cái chương trình này có món sống ăn không nổi rồi. Hương không biết ăn đồ tái. Không ăn nổi rồi, biết vậy nên tập từ sớm. Giờ vô cái này bỡ ngỡ quá. Thua. Không sao, Hương là người chiến thắng thứ ba. Thua thuyết phục lắm, không có gì để bàn cãi. Ok. Ra đi. Tại một người không biết ăn đồ sống nên ra đi nha bạn. Mồ khỏe không? Đi đi ấu vậy hả? Đâu ra ngoài kia có toilet á. Chạy ngoài kia em. Rồi ok, bạn Vinh còn một miếng tôm cuối cùng nữa là hoàn thành món tôm nước phô mai nha. Rồi Đại hoàn thành đúng không? Nói chung là Đại đang khỏe lắm nha bạn. Hoàn thành hết mấy con hào rồi. Rồi ok, cô Dĩ xong nha bạn. Miếng cuối cùng hoàn thành luôn. Vậy là chỉ còn có thằng Tú với lại ăn thôi. Rồi chúng ta tiếp đến là vòng 4 các bạn. Vòng này còn có 6 người chơi thôi. Rồi bạn Phúc bốc trước. Còn khoảng quá lượt. Quá thờ heo nhân phẩm các bạn ơi. Rồi tới Đại luôn nè, xào lên. Hải sản sốt Singapore. Rồi tiếp theo là Tú nè. Rồi tôm hộp nướng phô mai.
có làm lên được. Rồi tiếp theo là cung vĩ luôn. Ê, chữ rồi, chữ rồi. Cua sốt me. Bờ xào lên cái nè, rồi dứt. Tàu vô hình nữa. Ghẹ sốt tiêu. Rồi à, ba lá cuối cùng nha. Xào lên, dứt. Gì đây này? Đừng có hình. Hình rồi, hình rồi. Hình đâu? Chỉ định một người ăn cùng hai món giống nhau. Chỉ định một người ăn cùng tức là gọi hai món. Phúc. Món gì, món gì, món gì? Chắc hào đi. Hào đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai phần combo hào cho bạn Vinh và bạn Phúc bên kia nha bạn. Em nhớ anh Phúc lắm Phúc. Em thấy có một cái này đặc biệt anh. Nãy giờ ai qua lượt là bị chỉ định nè. Rồi hai dĩa hào, combo hào các bạn. Vừa mới nướng luôn vẫn còn nóng hổi luôn. Rồi bạn Phúc sẽ có combo hào. Đại thì sẽ có là hải sản sốt Singapore. Nhìn hấp dẫn không? Nhìn thấy là hấp dẫn luôn, đổi lợp luôn. Rồi Tú thì sẽ có là tôm nước phô mai. Còn cô Vĩ sẽ có là ghẹ sốt me. Cô An thì sẽ có ghẹ tiêu xanh gì đó. Không nhớ nữa. Rồi cuối cùng là bạn Vinh sẽ có là combo phô mai. Rồi 3, 2, 1, 7 luôn. Giọng này chắc đơn giản các bạn ơi. Rồi ok, bạn Vinh con cuối cùng nha bạn. Vinh ăn rất là dữ luôn, từ đầu cuối nãy giờ ăn thấy ăn quá trời quá đất luôn. Ngoan hành. Bạn ăn thì còn hai con. Vậy nãy giờ ăn mất nửa con à. Tú thì nãy giờ ăn mới được hai con. Nhậm nhi thôi. Đây còn nhiều quá. Rồi đại ăn rất là nhanh nha bạn. Còn con cua. Nó còn con ghẹ nữa là xong rồi. Rồi bạn Phúc thì cũng còn con hào cuối cùng nha. Hoàn thành luôn rồi. Rồi ok, đại hoàn thành nha bạn. Sạch bát hết luôn nha, chỉ còn cái nước sốt thôi. Có phát biểu gì không đại? Được anh, chắc dòng nữa chết. Dòng nữa chết hả? Rồi Tú hoàn thành. Ăn miếng cuối ăn. Dạ. Vậy là ăn cũng hoàn thành luôn nha bạn. Bạn Dĩ còn một con. Bắt đầu bấm 5 phút cho anh Vĩ nha. Đổ 5 phút. 3, 2, 1, bắt đầu. 5 phút đi ăn một con cua. Còn ăn láo láo à. Nó chỉ còn có một con cua thôi mà ăn nửa tiếng chưa xong. Núp cây dục, núp cây dục. Nó có ăn đâu. Đó, cắn được vậy. Rồi Vĩ còn khoảng 50 giây nữa và nó còn một cái càng cuối cùng nha bạn. Tổng vòng lần này là không có nhường gì hết nha. Đúng thời gian mà chưa le lưỡi ra thua. Trời ơi, vậy ta ơi. 30 giây rồi. 30 giây. 30 giây nữa. Liệu có le lưỡi kịp không? Từ, được ăn được, được ăn. Qua. Nuốt luôn nha. Lão kìa. 20 giây nữa. 18 giây nữa. 16, 15. Xạo cái bãi láo kìa. Chút giết kỹ luôn. Đâu. Rồi ok. Nói chung là nó còn khoảng 5 giây nha bạn. Chạy quá. Rồi tụi mình bước qua vòng thứ 5 nha bạn. Và vòng này là bạn Vinh bốc trước. Và lá hâm là đủ 16 lá luôn. Xào trộn, xào chẻ rồi các kiểu. Rồi Vinh bốc trước em. Chữ đi. Cho lựa luôn á, muốn lựa gì lựa. Chữ đi, đừng có hành. Rồi thay đậm quá. Rồi. Rồi. Món ruột. Đây là món tôm núi lửa. Quá đã. Rồi để anh xào cho ăn nè. Rồi đó, rồi dứt em muốn dứt nào dứt. Chữ hay là số đây? Chữ. Còn đúng một dĩa này luôn. Nước uống. Rồi ăn được nước uống, uống gì em? À, coca. Coca. Ở đây nhắm xì à? Bạn nhắm, nhắm bạn khó khỏi những người còn lại không? Rồi hết rồi, hết rồi. Cua Hanasaki sốt phô mai, gọi này được là cua chúa các bạn. Trong nhà hàng này món này là món cua chúa nha. Rồi tiếp theo là Tú lộp em. Xào lên, xào lên. Rồi hình luôn rồi. Đây là món ghẹ sốt tiêu. Rồi tiếp theo là Đại. Qua lượt, Đại qua lượt. Rồi cuối cùng là Phúc. Chữ hay là hình đây?
chúng ta sẽ có món tôm hùm rang muối. Rồi nói chung vòng này chúng ta sẽ có 5 người chơi. 7 phút là sẽ ăn tôm rang muối nè. Rồi đại qua lượt, Tú là ghẹ xúc tiêu, Dĩ là cua chúa, ăn thì Pepsi. Rồi bạn Vinh thì tiếp tục với món nguyên hội luôn, tôm núi lửa các bạn. Mối món này thôi. Món ruột luôn hả? Đây món tôm núi lửa. Vẫn đỏ lòm như ngày nào. Mày ăn nãy giờ mới có nước uống nè. Ừ, đã. Quá đã ha. Được uống không? Được chứ, uống đi em, bắt đầu rồi mà, dứt đi. Bắt đầu hả? Thôi, dứt đi. Ơi. Rồi Dĩ thì ăn, con này nãy giờ chưa ăn đúng không? Trải nghiệm thử cái coi em. Ừ. Cua Hanasaki nước phô mai các bạn. Đã rồi. Đây là chấm nè. Ta thôi đi về luôn em ơi. Gì vậy? Ơi, còn bạn ơi. Còn, rồi. Bạn, còn quá trời luôn các bạn. Bạn. Còn béo gì rồi? Còn quá trời luôn các bạn. Rồi sau khoảng chưa đầy 1 phút thì chúng ta đã có người đầu hàng tiếp theo ở vòng 5 này. Đó chính là Cu Dĩ các bạn. Mới ăn mới có cái chân thôi à, đầu hàng là sao em? Cái mùi vị này nó béo như chen cái súp nãy luôn anh. Béo như súp luôn. Ờ. Mà tập. Đúng rồi, ám ảnh luôn. Nó béo hay là giờ hiện tại là em đang béo hay là no? Béo, không no. Mà à, không nổi hả? Ờ. Thôi được rồi, hô là hô rồi, không cần nhiều chuyện luôn. Ok, tạm biệt. Rồi bạn Vinh còn một con tôm nữa là hoàn thành nha bạn. Rồi bạn Vinh hoàn thành xong cái món tôm đuối lửa cay bốc khói luôn. Oh my god luôn á. Rồi ăn đã hoàn thành. Rồi bạn Phúc bên đây cũng đã hoàn thành rồi nha bạn. Vậy là Tú sẽ có 5 phút để ăn con ghẹ cuối cùng. Bắt đầu. Tú bây giờ phải chạy đua với thời gian, em ăn lẹ đó em. Ừ, nó ăn tốc độ bàn hơi luôn các bạn. Nãy giờ nó chỉ diễn, nó ăn chậm thôi chứ ăn rất là nhanh luôn á. Không biết nó có nuốt, nó có nhai không nữa. Rồi ok, 3 phút 30 giây, quá dữ em. Rồi tiếp theo là vòng thứ 6, bạn Phúc bốc trước nha. Rồi, Phúc bốc gì bốc em? Bộ tư. Hình ơi, hình ơi. Chúng ta sẽ có món cua rang me, cua súc me. Rồi tiếp theo là đại. Rồi tôm càng hấp tiêu xanh. Rồi tiếp theo là tú. Chú. Rồi chỉ định một người ăn cùng. Em muốn ai ăn gì? Em cảm thấy ai khỏe nhất thì cứ việc kêu. Món gì cũng được hết. Vô. Vô. Anh ăn súc thái với em. Tôm súc thái. Tôm gì súc thái? Tôm núi lửa hả? À, núi lửa. Rồi ok, chúng ta sẽ có 2 dĩa tôm núi lửa. Tú một dĩa và bạn Vinh một dĩa cho bạn. Rồi ăn. Ê. Biến xào hải sản. Rồi tiếp theo là bạn Vinh, bóc thêm cái đó nữa là nước. Bạn nước. Nước ra rồi. Nước ra rồi, nước ra rồi. Rồi chỉ định luôn rồi. Ê hình. Em hỏi coi luôn. Ê hình. Tôm nướng phô mai. Tôm nướng phô mai nha bạn. Tôm nướng phô mai. Bỏ luôn được không? Bỏ kêu món ra. Đâu ăn hả? Chứ tôm, chứ tôm em nhận lắm rồi. Rồi ok, bạn Vinh chấp nhận đầu hàng nha bạn. Cảm ơn Chúa. Ai gì đâu. Rồi vậy chúng ta chỉ còn có 4 người. Còn có món là miếng nè, tôm núi lửa, tôm sốt, tiêu xanh và cuối cùng là cua sốt be. Rồi 3, 2, 1 diễn luôn. Cho em cái nẻ. Rồi đây là cái món gọi là tôm núi lửa nha bạn. Nó đang đỏ đi. Tôm núi lửa là tôm sống nha bạn. Tái nha, tái bùn tạt với ớt. Sao được em? Được ăn. Em ăn được hả? Mình Tú thì nó ăn tôm sống được nha bạn. Rồi Tú mới có 2 con thì mình thấy tốc độ đã chậm lên rồi. Cay hả? Chắc Tú tạch trời này thì gọi món này hả cô? Hay nó ít mà sao nó cay dữ hả? Hay nó ít mà sao nó cay dữ hả? Đây ta là danh thủ ăn tôm núi lửa, đây ta còn chưa lắc đầu nữa. Dĩa thứ tư là em bó tay rồi. Tủ vừa tắm chiếu mới các bạn ơi. Mới 2 con thôi. Rồi đại là nó 2 con nữa là hoàn thành rồi nha. Đại nó ăn cái đầu luôn nha các bạn.
Rồi bạn Phúc thì mới ăn được một con. Rồi Đại đã hoàn thành nha bạn. Nói chung là Đại là gái tốt và ăn cũng rất là tốt nha. Em gái đâu anh? Rồi là bạn ăn thì vẫn đang lựa mấy con mực đồ ăn trước đồ. Còn thằng Tú thì nó đem mấy con tôm này nó đem phơi khô nha bạn. Nó tém để làm khô rồi chút nữa nó sống nhăn sao ăn. Đồ sống mày cạo vậy sao mày ăn? Chút mày không nổi đâu. Rồi ra món nào phải ăn kèm như vậy mới ăn được á em. Chút nó tanh thôi rồi luôn á. Quất nặng bố con hai con rồi. Anh Tú còn con đang phơi phóc xạ với lại hai con ở trong dĩa các bạn. Phơi phóc xạ. Sao em đồng hàng hả? Làm kiểu này giống quen quá à. Cái gì? Good job. Good job, good job. Good job. Mấy zin good job em. Thiếu anh em còn ba con em ơi. Ba con nữa Tú. Ăn lạo đi. Rồi ok, Tú nó còn ba con nữa nha bạn. Quýt là ba con luôn em. Không nổi hả? Rồi ăn đã hoàn thành ba con mực cuối cùng. Đang nhai. Tú thì nó đang ăn cái con cái cối và nó còn một con nữa là xong rồi nha bạn. Đây nó còn con này nữa là xong rồi. Cảm giác bây giờ là sao em mắc đô lò vậy? Cái đó bà tới tặng rồi. Cày lắm hả? Bà đến tặng 19 được không? Nó lên nó gặp Ngọc Hoàng luôn anh. Còn Đại nãy giờ ngồi với anh ăn không à, cảm giác sao em? Bình thường em. Chứ phải chán hả? Phải mất đáy tí. Rồi bạn Phúc thì ăn hết mình nha bạn, còn lại 4 cái càng. Rồi bạn Phúc là còn có miếng chân ở chỗ này nữa là xong rồi nha bạn. Còn Tú thì nó vẫn đang ngồi suy nghĩ cái con cuối cùng có đến ăn hay không. Cay quá mà. Có wasabi nữa hả? Đây Tú nó còn có một con duy nhất thôi. Cái này có ớt với lại wasabi. Rồi bạn Phúc đã hoàn thành rồi nha bạn. Rồi 5 phút. Rồi 5 phút của Tú bắt đầu. 5 phút với một con tôm. Đập đi vô bánh cá. Rồi ăn. Dăm ba với con này. 1 phút trôi qua Tú vẫn nhìn con tôm chứ chưa ăn nha bạn. Quất luôn hả? Con nhỏ quá nó ăn nó sợ hết hay sao á? Đấu trí sinh tồn. Món này là do Tú tự gọi ra luôn nha bạn. Không có ai giết nó hết, nó tự giết nó luôn á. Gì vậy? Làm gì ăn đun dừa. Rồi. Nhai lẹ lên nó không có cay em. Thì chậm cay lắm. Giác luôn. Còn 3 phút á. Nghe cảm giác quá. Giờ ai mà vô chỉ định chỉ cho anh Tú con tôm nữa là Tú tạch chắc. Rồi Tú hoàn thành. Cháu hỏi sai. Quá dữ. Rồi tụi mình tiếp theo sẽ là vòng 7 các bạn. Phòng này chỉ còn 5 tờ và 4 người chơi. Bỏ vào đây, xào đại hết xôi luôn. Rồi, cho ăn bút chớt. Tờ này may mắn hơn. Rồi, hình em ơi, hình rồi. Wow, combo hào. Quá đã. Rồi, Tú em. May mắn, đứng này. Hình hay là chữ? Lẹ lên em, con giờ quá. Rồi, hình. Rồi, chữ rồi. Tú bóng vào cái ô hiêm lượt các bạn. Nhưng mà hết thăm rồi, chúng tôi reset lại cho nó bóng nha. Rồi tiếp theo là Đại. Súp. Cái này là súp tổ yến hải sản. Rồi cuối cùng bạn Phúc nha. Còn một tờ cơ hội á. Rồi chúng ta sẽ có món hải sản súp Singapore. Rồi Tú bóng là một lần hai tờ luôn. Hai tờ luôn em. Một tờ hai tờ rồi ok. Dở ra coi có gì. Hình qua lượt. Tú bóc được tờ qua lượt và ghẹ xúc xúc me và ghẹ xúc tiêu. Vậy là tính ra Tú gian có một món rồi à, là màu. Rồi vòng 7 này cô An sẽ có là 20 con hào, Tú sẽ có 3 con ghẹ, Đại thì có một tô xúc yến hải sản và bạn Phúc sẽ có là một chảo hải sản xúc Singapore. Rồi ok, 3, 2, 1. Tuyển luôn. Đại nãy giờ chưa ăn món này đúng không em? Nãy nghĩ là món này ngán lắm em, nó hơi béo quá. Muốn thử cái coi.
Sao nhiều dữ anh? Viên đại, đại của Vĩ đang béo hết á. Béo không? Rồi đây là món làm đại gục ngã các bạn. Còn Tú thì nó ăn tốc độ bạc hờ kìa, nó ăn quá nhanh luôn. Trời ơi, nó đang mặc chế độ. Cái này nó ngọt ngọt không sao á. Bí đỏ mà. Bí đỏ lên ngọt á em. Rồi ăn thì nó vẫn tiếp tục cười như là một cái người bị cùng hà các bạn. Cái này là 60 con em. Từ đầu chặn tới giờ đã ăn được 60 con á. Con này là mấy con này 60 á. Em cắn vô một cái, trời nước nó chào nó béo. Dù không nổi được, làm như là em chứa quá đủ rồi. Giờ dư rồi, dư thừa á anh. Nó tràn ra. Hồi nãy là chị chủ quán nói là em là người phá kỷ lục. Em được 60 con hào em, nếu em ăn hết cái này. Đúng không? Phá kỷ lục á, chưa ai ăn 60 con hết á. 41 con rồi. 41 con rồi. Rồi 42 nè. 42 con. Nè cắn cái nó tràn nước ra hô luôn. Bốc. Ngon. Ngon à. Béo. Béo giá men. Rồi dòng này là mình giữ là chắc đại tạch quá các bạn. Nó vừa béo mà vừa ngọt cái lại. Khó ăn lắm. Với lại no rồi hả? Đó. Trời ơi chạy nước mắt. Ăn mà chạy nước mắt luôn. Nó béo mà nó khó ăn như vậy hả? Ngọt quá mà. Gục ngã rồi. Rồi vậy là dòng này chúng ta sẽ có hai bạn ra đây rồi. Nó hòa tan nhanh thiệt. Nó hòa xuống cái muốn nhận lên liền à. Chịu nổi. Rồi em đi hả? Chưa. Còn. Rồi sau một hồi chiến đấu nội tâm thì cô Quang đã ăn được khoảng 10 con. Với lại 40 con ăn hồi nãy đó là tất cả là ăn được khoảng 50 con các bạn. Cảm giác giờ sao em? Nó dư thừa quá rồi, dư chắc quá. Chịu hết nổi rồi. Ngán lắm, no. Tạch đúng không? Dạ, tạch. Rồi chúng ta đã có người đầu hàng ở vòng thứ 7 các bạn. Đó là cô Quang. Vậy là chúng ta chỉ còn có 3 người. Tú thì nó còn một con ghẹ đó là xong nè. Còn cái món cuồng đại, trời ơi. Và bạn Phúc thì cũng còn có nửa con ghẹ nữa là xong rồi nha. Rồi Tú đã hoàn thành. Dòng nãy nó cay quá nè, không nổi thôi. Dòng này là đơn giản mấy con ghẹ. Tú hoàn thành nha bạn. Có một giấy ướt mà. Rồi đại thì một muỗng nữa cho qua luôn em. Rồi cho qua luôn á, một muỗng nữa cho qua. Rồi bạn Phúc cũng xong luôn nha bạn. Nói chung là dòng này ba người đều hoàn thành hết. Rồi tụi mình tiếp theo sẽ là vòng thứ 8 nha bạn. Và vòng này là còn 3 người chơi. Và ở đây là mình có một cái hai tờ polymer là 1 triệu. Ai đầu hàng ở vòng này là sẽ lụm ra 1 triệu luôn, không cần chơi nữa. Tại mình biết là vòng này thật sự là có những người là hết chơi nổi và chơi hô tội nghiệp. Biết hăng biết phặn hoặc là biết mình cảm thấy là tạch rồi thì lụm. Đấy. Không, xin lỗi, không được. Ồ. Tốt, tốt. Chưa anh. Sao em? Trời ơi, phút. Trời ơi, toàn là cao thủ không các bạn. Quá dữ luôn. Rồi ok, vậy là cho phút bốc trước luôn. Không có ai chịu đầu hàng hết. Chỉ định một người ăn. Đây chúng ta có phiếu chỉ định một người ăn nha. Chỉ định ai ăn món gì em? Em thấy còn cua á. Em cho bạn này ăn. Rồi ok, bạn Đại sẽ có một con cua Hanasaki. Ok anh. Rồi Đại bóc em. Tội đại quá, đại bị giết rồi. Trời ơi. Còn thêm món là tôm hùm rang muối nữa. Rồi, chắc em gờ được không anh? Muốn ơi. Giờ em gờ không có phần hưởng. Quá tội luôn. Rồi còn Tú bốc gì đây? Rồi hành luôn mày. Rồi xong luôn. Trời ơi. Thôi cái này dễ. Tôm hùm mà nướng phô mai. Đại sao ăn nổi không em? Thôi đầu hàng anh cho anh 5 xị nè. Đầu hàng đúng không anh? Ờ chứ ăn làm gì nổi nữa. Ăn làm gì nổi nữa. Ok ngồi dậy luôn em. Nó bị dứt con cua với lại tôm hùm rang muối, làm sao mà ăn nổi nên đầu hàng các bạn. Vậy là vòng này chúng ta sẽ vào chung kết còn hai người thôi. Vậy là vòng này là có mình Tú ăn thôi nha các bạn. Tú nó sẽ ăn tôm hùm nướng phô mai. Còn bạn Phúc không ăn gì hết. Rồi chúng ta còn hai người cuối cùng. Vòng này bạn Phúc không ăn, vào chỉ định. Rồi Tú ăn nha. Tổ sang là tôm nướng phô mai 5 miếng. Quốc em làm sao ăn anh?
ngồi. Dòng này là không cần cho thời gian. Sao đó em ngồi. Ăn tự nhiên đi. Ngồi nhìn buồn lắm. Tự nhiên. Tờ rồi mấy con này nó béo mà nó nhiều thịt nữa các bạn. Tờ rồi biết nào nó béo đã biết đó kìa. Tú là gà chiến các bạn. Ăn rất là dữ luôn. Mình nghĩ là cũng muốn tạt rồi. Tay run luôn rồi. Rồi sau khi Tú ăn được 2 miếng tôm hùm nướng phô mai thì Tú muốn phát biểu gì với em? Đầu hàng. Đầu hàng hả? Ngán. Ngán quá hả? Đúng rồi. Chịu hết nổi rồi. Chịu hết. Vậy sao nãy cái dòng đầu hàng không đầu hàng em? Tưởng đâu nhân phẩm lắm mà nó luôn. Tưởng đâu vô nhân phẩm chỉ định đâu vô à? Đúng rồi. Đây em cao thượng. Đây. Bắt tay, bắt tay. Rồi đi ra luôn. Tú tạ tay. Rồi kết thúc cái game này là Tú nó đã gán ăn tới cuối cùng luôn. Nhưng mà tôm đó là nó no quá, đang nổi bạn. Nên nó trao cái phạt thưởng mời cũ này cho bạn Phúc. Hết mời. Từ đầu tới cuối trận là không có nói tiếng nào bạn. Im khi thích mà ăn thôi. Cậu nói. Nói được, không biết được 2-3 câu nữa. Ngon, ừ được, ăn được. Mà Tú có gáy gì không em? Giờ không có nước thôi, chứ có nước trời cằn hết. Rồi các bạn kia có ai muốn phát biểu gì không? Em tập hết hả? Em là kỷ lục nha mấy bạn, mình là kỷ lục 50 con nha. Còn ai qua thì comment bên dưới. Có hư được gái. Vậy. Chính là nếu không có con tôm núi lửa thì có hải xe chung kết. Thôi được rồi. Ok, nói chung là clip hôm nay là tụi mình làm clip là ăn buffet hải sản. Mấy bạn nào muốn ăn thử những cái buffet ở quán chài này thì cứ việc đi em địa chỉ tao phần mô tả và ăn thôi bạn. Và bạn thắng chính là bạn Phúc nha. Bạn thích video này của tụi mình hãy nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh các bạn hãy click đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh các bạn sẽ nhận thông báo sớm nhất của tụi mình ra video mới nha. Tạm biệt.